Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến nha. Hôm nay là ngày hình như ngày 10 17 rồi, lẹ quá. Nay ngày 17 tây tháng 10 năm 2024, hôm nay là ngày thứ năm nữa các bạn. Trời ơi, sáng sớm các bạn biết không, đông xè quá trời đông. Sáng sớm đông xè dữ lắm. Đông quá trời đông. Cũng như trước tiên hết, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Đã quá. Chiếc xe Camry đời mới đẹp quá. Nhưng mà tiền nó cũng bộn nữa các bạn. Chiếc xe Camry bây giờ á, hãy mà chạy ngay chiếc xe Camry đời mới. Em trước em thì là Camry đời cũ hơn. Thì Camry đời mới đời 2025 nó đổi cái kiểu rồi các bạn, rất là đẹp. Mà nó mắc lắm. Cỡ đâu cỡ 40 cho tới 50 ngàn đó các bạn. Nếu như mình thuế má luôn cỡ 40 mấy ngàn, nó tùy theo cái loại mà mình mua. Thì trung bình cũng cỡ 35 ngàn một chiếc xe. 35 ngàn là loại LE. Còn SE là cũng phải 40, rồi SSE là cũng phải 45. Đó, rồi hybrid rồi nữa các bạn. Nói chung là nó rất là nhiều loại xe. Nên có tiền mà phải có điểm nó mới mua được các bạn. Nếu như mình mua trả góp thì mình cần phải có cái điểm tốt. Còn mình trả tiền mặt á, thì mình phải cần có tiền trong ngân hàng, có sẵn trong ngân hàng, chứ mình cầm cái tiền vô mình mua, tiền tiền tươi vô mình mua là coi chừng đó các bạn. Ở bên đây các bạn biết đó, là người Mỹ đó là họ rất là coi trọng những cái sự việc mà tiền mặt, tiền tươi, người ta gọi là tiền tươi đó các bạn, cho nên họ rất là coi trọng những cái đồng tiền đó. Khi mà các bạn muốn mua xe đó thì các bạn mà cầm tiền mặt vô mua đó là các bạn sẽ bị báo cho sở thuế. Nếu mình mua trên những gì trên 10.000 thì họ sẽ báo cáo cho các bạn trên sở thuế. Thì cái sở thuế đó, người ta gọi là Uncle Sam đó các bạn biết không? Uncle Sam đó. Còn mà mình mua trả góp á thì mình phải cần có cái credit. Còn mình mua trả hết đó là mình phải có cần tiền trong nhà băng. À, nó có hai loại như vậy đó các bạn. Cho nên ở Mỹ này á, khi mà mình gặp hoạn nạn đó các bạn biết không, mình mới biết là mình như thế nào. Không? Mà các bạn thấy á, hôm nay có một cái tâm sự em muốn chia sẻ cho các bạn, mà phải nói là buồn thúi ruột luôn các bạn, nhức đầu nữa các bạn, buồn lắm. Thì nói chung á, là cách đây ngày vào tháng 9 ngày 22 tây á, thì em có bị tông xe, nhưng mà có nhiều người ta tưởng là em nha, em làm YouTube cho vui thôi chứ không phải là tông thiệt. Nghe nói vậy không em thấy mắc cười các bạn. Thì thật sự là bị tông thiệt các bạn. Chiếc xe của em là xe Camry cũ rồi, mua cũng đâu 8 năm về trước rồi. Coi như chiếc xe đó là 10 tuổi nhưng mà em mua 8 năm, tức là em là người được chủ thứ hai. Thì cái gì cũng vừa gắn bó với mình đó thì mình đều có cái kỷ niệm, các bạn hiểu không? Đều có cái kỷ niệm cả. Thì người ta có thấy em gì nè, mình á, người ta có thấy mình cái này nọ, người ta tưởng đâu mình có tiền, người ta chơi với mình này nọ, tới lúc mà mình không có tiền, mình đụng chuyện mình nói thật á, mình không có tiền, người ta bỏ chạy hết đó mà. Không có tiền, người ta bỏ chạy hết à. Mắc cười lắm. Thì nói chung là ở đây á, thì nào giờ em không có xài thẻ tín dụng. Hồi xưa thì có, hồi xưa cách đây chừng 10 năm về hơn về trước á, thì có xài. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng lận đận. Cũng lận đận đó các bạn, cho nên mình không có trả đúng đúng điều đặn, không có kiểu như là đúng đúng ngày đúng tháng. Nhiều khi trả trễ này nọ các bạn, cho nên bị bad credit. Nhiều khi mình không có tiền trả nữa. Cái đó là vừa chuyện của mười mấy năm trước các bạn. Còn nhiều khi không có tiền trả nữa. Cho nên sau này không có xài thẻ. Mình không có xài thẻ đó thì là mình không có cái credit. Mình không có credit đó thì mình đi mượn nợ để mình mua xe hay này nọ thì nó rất là khó. Cho nên ngày hôm qua đó thì em nhận được cái thông báo của bên bảo hiểm của em, thì nó đền cho chiếc xe. Nó đền cho mình cái chung xe của em cũ rồi, nó đền không nhiêu tiền. Chỉ là đủ tiền để mình down, tức là mình bỏ vào để mình mua chiếc xe mới. Thì đi check ra điểm credit đó, thì có coi như là không tới 600 điểm nữa các bạn. Các bạn thấy không tới 600 điểm nữa. Cho nên nhiều khi á, người ta thấy em xài iPhone mới này nè, tưởng em có tiền vào. Thật sự ra mấy cái này đâu có nhiêu tiền đâu các bạn. Nó có 1.000 mấy đồng một cái iPhone thôi, nhưng mà mình có thể trả góp qua cái thằng hãng điện thoại được, cho nên không có cần phải check credit đó các bạn, không có cần phải dùng cái thẻ, hoặc là mình có thể dùng thẻ ngân nợ nếu như mình mua.
Còn của em là em trả, nó trả qua cái thằng cái công ty em xài, tức là cái công ty điện thoại em xài, nó cho mình trả góp mỗi tháng là coi như có 50 thôi. Thì mình có khả năng mình mua trả góp mà 50 tháng mua cái đó iPhone mới xài, thấy chưa? Cho nên mình xài những cái thứ này nè, người ta đó mới nghĩ là mình giàu có, cho nên bạn bè nó tưởng mình có tiền. Mình khi mà mình đụng chuyện đó, cái xong rồi mới nhắn chết rồi, bây giờ cần muốn mua xe mà không có tiền, mà bây giờ cũng không có credit, nhờ được cô sai giùm đó, mà không có người nào cũng né hết các bạn. Cái nói ủa tao tưởng mày giàu lắm, mà tưởng mày là đại gia, mà tưởng mày có tiền lắm, mà tao tưởng mày làm nhiều tiền lắm. Trời đất ơi, cái gì cũng tưởng á, mắc cười các bạn. Thì hiện giờ thì nói chung là không có cái credit để mà để coi như là để mình mượn cái gọi là order loan, là nợ xe đó, để mình mua chiếc xe. Chiếc xe em cần á là cỡ 20 cho tới 30 ngàn thôi à. Mua chiếc xe thường thôi, mua Camry mới, Camry là không phải là mới luôn, chiếc Camry chừng đâu 20 cho tới 30 ngàn. Thì mình có thể bỏ vào trong tiền down là cỡ 5 ngàn, 10 ngàn, tại cái tiền xe nó đền, mình có lấy cái tiền đó mình trả tiền down được các bạn. Rồi mỗi tháng mình trả góp là cho ngân hàng thôi. Bên đây trả góp rất là dễ, nhưng mà với điều kiện là mình phải có credit. Nhưng mà kẹt một cái đó là em không có credit. Lâu rồi em đâu có xài thẻ đâu các bạn, không có xài thẻ, cho nên check ra đó chưa được 600 điểm, nó có 500 mấy điểm mà. Thì muốn có credit đó thì mình phải tạo, mình trả, mình có bài bill từ từ, mà bill cũng phải 6 tháng một năm thì nó mới cho mình cái credit, đúng không? Cho nên có nhiều người thấy em á, ồ thằng này á, nó đi chơi, nó dẫn con nó đi đây đi đó, đi SeaWorld, đi tùm lum chỗ á, rảnh là cái chợ dẫn cái nói đó, nó giàu lắm á. Thật sự không có giàu đâu, không có tiền đâu, mà tại vì mình cố gắng, mình chích tích lũy ra những cái tiền đó đó để mà mình cho con mình nó đi chơi, để cho nó có thoải mái cái tinh thần, để cho nó biết này biết nổi với người ta, chứ nó ở nhà tối ngày nó ở nhà nó cầm iPad nó chơi game không à, nó đâu biết cái gì. Cho nên mình phải tạo cái điều kiện để cho nó đi đây đi đó, nó biết giờ mốt nó lớn lên thì nó cũng đã đến rồi, thì nó biết rồi, nó không cần phải đi chơi nữa, để cho nó lo học. Chứ không phải là tự nhiên cái giờ thấy ôi thằng này nãy nó đi, hôm nay nó đi Universal, ngày mai nó đi cái này đi nọ, nó chỗ pass nào nó cũng có là nó giàu. Đâu có đâu, bao nhiêu tiền đổ vào trong đó hết rồi, giàu cái gì? Điện thoại đồ bỏ vô điện thoại đó tùm lum hết thứ tiền hết các bạn. Cho nên giàu cái gì giàu, mắc cười lắm. Nhắn tin hỏi giúp giùm cái khô sai mượn khối địch giùm được không, hay là đứng tên phụ giúp giùm được hay không, để mà mình có, để mình có một cái cơ hội để mình build cái khối địch cho mua xe đó các bạn. Nó mua xe mình build khối địch rất là nhanh, cái xong ai cũng biến hết, lặng nhìn ra đi đó. Tao tưởng là mày giàu lắm mà, trời ơi tao biết mày là giàu lắm mà mày đừng xạo mày ơi này nọ, trời đất ơi. Là mình sống cái cuộc sống các bạn biết không, mình thấy mình biết đủ, mình thấy mình không có kiểu như quan tâm. Các bạn thấy không, tóc bạc tùm lum mà ai nói là không biết quan tâm. Mình quan tâm chứ, nhưng mà mình không có thổ lộ ra cái hoàn cảnh của mình, cho nên ai cũng nhìn vô thằng này nó giàu quá, thằng này nó có tiền quá, thằng này nó xài iPhone đời mới, iPhone nào mới ra nó cũng xài hết, nhưng mà xe mua không nổi. Các bạn thấy giàu đâu mà giàu, cái đó cái chuyện bình thường, là chuyện nhà nghèo ở Mỹ đó. Cho nên thấy cũng buồn các bạn, nhiều khi mình giúp người ta hết lòng, lúc mà người ta hoạn nạn mình giúp người ta hết lòng, và mà nhiều khi mình có cho người này tiền, cho người ta tiền mà mình không đòi luôn các bạn. Em chỉ cho cái vài trăm thôi à, như 300, 500 vậy thôi, không đòi không gì hết. Nhưng mà tới lúc mà mình kẹt á, thì mình thấy là bạn bè nó biến hết biến hết, bấm nút biến hết các bạn. Ở Mỹ mà các bạn, chỉ có mượn nợ nhà băng thôi, chứ mà mình mà đi mượn người khác á, nó khó khó lắm. Chứ em á, em không phải là người tu, nếu như em là thầy đi tu á thì sướng rồi, đi tu chứ cần mình lên tiếng ô tôi cần xây cái này, tôi cần mua cái này mới nọ, tự nhiên có Phật tử cúng dường à. Nó các bạn thấy không, nó chỗ đó đó, đi tu cái là có người cúng dường à, thấy không? Còn mình người bình thường á, mình kẹt á đâu ai giúp. Mà mình á là người tốt không phải là người xấu đó, mình cũng đi giúp lại người khác vậy. Nhưng mà cái người thường bình đời, ngoài đời thường, những người vị mạnh thần quân hay này nọ đó, họ chỉ nhìn vào cái khía cạnh kia thôi. Chứ bây giờ chùa, thí dụ như chùa này đi, cái ông sư này ông cần xây cái bếp, tự nhiên gây quỹ có cái bếp. Thí dụ như bây giờ em đang cần xe nè, ai đâu giúp ai đâu giúp các bạn, thấy không? Mình thấy không, mà không phải thí dụ như bây giờ mình giúp cho thầy á, thì mà không phải mình giúp cho thầy là mình được phước đâu, bất cứ mình giúp cho ai cũng được phước cả. Đó là cái phước của mình tạo ra, không phải mình giúp cho người thầy hay là mình giúp cho những trẻ mồ côi là mình có phước. Mình giúp bất cứ người nào cũng được phước cả các bạn, cũng được phước cả. Thậm chí mình giúp cho con cháu mình có một cái cơ nơ
này nọ cũng là được phước, chứ không phải là mình đi giúp những người nghèo hay là những người cần những người ấy, tức là mình giúp những người nào cần thiết phải giúp thì mình giúp thì mình có phước thôi. Chứ người kia giả nghèo mà để cho mình giúp cái đó vậy, có nhiều người người ta giả nghèo để cho người khác giúp đỡ các bạn, chứ không giả nghèo giả sư giả này giả nọ tùm lum hết. Các bạn thấy chùa hết không, thí dụ như xây cái chùa lên đi mượn tiền, thay vì bên đây mình đi mua nhà mình phải mượn nợ xây chùa lên, cái đi xin gây quỹ cái tự nhiên có tiền để mà trả hết cái chùa, các bạn thấy không? Nhưng mà sau này tự nghe cái chùa đó nó sao các bạn thấy không? Cho nên cái gì cũng vậy, mình là khi mà mình làm phước á, không những là mình làm cho mình tặng mình cúng dường cho chùa là mình được phước hết đâu. Bất cứ mình giúp ai mình cũng được phước, giúp con cháu của mình, người trong nhà của mình giúp người ta là mình được phước rồi. Mình giúp người ta là mình được phước rồi các bạn. Cho nên ở đời nó là vậy, tại em không có cái màu áo cho nên em không có cái màu áo. Cho nên em cũng không có gì hết, cho nên mình khi mà mình kẹt mình nói người ta đó người ta đấu tin. Đó, nhưng mà tới lúc mà những người khác kẹt đó, các bạn biết không? Bên Việt Nam gọi qua Lộc, chị cần cái này, chị cần cái nọ, có thể giúp chị được không? Chị cần chị bệnh hay này nọ, trời đất ơi, sẵn sàng giúp liền các bạn. 100, 200 đô, 500 đô, vậy nhiều khi em giúp liền. Giờ lúc mà mùa dịch em còn gỡ về nữa, gỡ về giúp dịch bên Việt Nam đó. Nhưng mà tới lúc mình thấy mình chết cha rồi, mình phung phí quá. Cái gì mình cũng phung phí, mình cũng xài là xả láng hết các bạn. Làm bao nhiêu xài nhiêu à. Rồi cuối cùng tới khi mà mình nhìn lại đó các bạn biết không, cái mình hoạn nạn, cái mình thấy chết cha rồi, chiếc xe mình mua cũng không nổi luôn. Mình phí tiền quá, phải không? Phí quá trời phí luôn. Mình làm ra tiền nhưng mà mình phí tiền quá, mà tại mình cũng là không có, mình chỉ mình biết đủ chứ mình không có tích lũy. Cái đường em đi là vậy, không có tích lũy các bạn. Cho nên cái đó là một cái bài học mà mình cũng rất là buồn. Mình có rất là nhiều bạn bè rồi người giàu có bên cạnh cũng quen biết rất nhiều, nhưng mà tới lúc mà mình hoạn nạn đó các bạn biết không, mình nhờ giúp không ai giúp cả. Và tới khi người ta giúp mình cái mình hết lòng mình giúp, thậm chí là mình đi hàng ngàn cây số để mình giúp luôn các bạn. Nhưng mà đến khi mà mình hoạn nạn á thấy vui ha các bạn ha, khi mình hoạn nạn mình mới biết được ha. Chứ đời là nó vậy các bạn ơi, chịu thôi chứ sao. Các bạn biết hồi xưa đó em chơi với mấy đứa bạn của em á, có một kỳ bạn em á, cái lúc đó thời đó chưa có iPhone các bạn, em kể cho bạn nghe. Nó nói nó cũng mê cái điện thoại, lúc đó làm xài Samsung mà chưa có smartphone nha, chưa có phải điện thoại thông minh nha, đẩy lên đẩy xuống như nè. Nó rồi tao cũng muốn có tiền để mà tao mua cái điện thoại tao để dành tiền tới hè tao mua thôi. Em thấy em đang có, mới vừa mua có 400 bạc, lúc đó 400 cái điện thoại 400 các bạn, cho nó luôn. Rồi có thằng bạn nữa, lúc đó em có ba chiếc xe các bạn. Rồi mình thấy nó tội nghiệp, nó cũng bị nó cũng không có tiền mua xe, cái mình thấy mình cũng dư xe, tội đi nó đi xe đạp không à, thôi cũng tội nghiệp, cho luôn chiếc xe luôn, ký tên đàng hoàng để chữ gift, cho luôn các bạn. Cho nên nhiều khi mình thấy cái cuộc đời của mình, các bạn hiểu không, mình cho đi rất nhiều nhưng mà tới lúc mình hoạn nạn như vậy nè, người ta chỉ thương mình qua thương qua lời nói thôi, chứ mà thực hành thì không thấy đâu á. Nhắn tin là biến hết. Hey, biến hết các bạn. Chứ cái ai á, thực sự ra ai cũng có cái nỗi khổ hết, nhưng mà cái này là mình mượn, cho nên á, ai có lòng tốt thì cho em mượn thì em sẽ mang ơn thôi. Mình mượn chứ không phải là mình xin, chứ không phải giống như là em mặc cái áo vô cái em cạo đầu em đi xin tiền để mà xây chùa xây nhà xây này cái cửa, không, cái này mình mượn không phải xin, em mượn nha các bạn. Thí dụ như mà ai có lòng tốt mến mộ hay là muốn giúp đỡ em á, thì em chỉ cần mượn thôi, để mình có một cái chiếc xe để mình có thể đi tới đi lui. Giờ còn có chiếc này à các bạn, chiếc kia coi như xong rồi, chiếc kia bảo hiểm á nó nói là total loss rồi, nó nói là total loss, tức là xe khi mà mình giữ lại chiếc đó thì cái giá trị của chiếc xe đó nó không còn bao nhiêu nữa. Bây giờ mình sửa không á cũng 7,000 rồi, ví dụ sửa không là 7,000 rồi, không mà bây giờ đó mình sửa xong 7,000 mà mốt mình bán là chừng nhiêu, 2,000 à. Tại sao mình phải lấy 7,000 mình đi kiếm cái 2,000 các bạn? Thay vì mình lấy cái 7,000 đó, cái mình bao đao vô cái mình mua một cái chiếc xe khác rồi mình trả góp là từ từ lại, thì cái đó nó sẽ lợi hơn là tự nhiên mình lấy cái 7,000 đó mình đi kiếm cái 2,000. Các bạn thấy vô lý không? Cho nên nói gì chứ, mà kiếm người tốt mà thực sự mà người ta có lòng muốn giúp đỡ mình nó cũng khó lắm các bạn. Thực sự khi mà mình thấy cái gì mà ai mà có cái hoàn cảnh mà khi mà em cảm nhận được cái người đó mà tốt quá các bạn, là bắt đầu tự nhiên em giúp à.
vô điều kiện luôn, vô điều kiện luôn các bạn. Nhưng mà tới khi mà mình thấy mình á, mình tới khuyên mình mà mình gặp vào cái hoàn cảnh mà khó khăn như vậy đó các bạn, thì coi như người ta làm lơ mình hết, không ai tin đó. Không ai tin mình khổ. Không lẽ bây giờ cái mình khổ, mình đưa cái mặt khổ nghèo đó mình đi ra đường mà các bạn, mình sống á mình khổ, nhưng mà mình dẹp đi cái khổ của mình để mình biết, mình coi như là mình học cái cách tu. Mình ai cũng khổ cả chứ không ai sướng, ai cũng có cái khổ riêng, cho người giàu cũng có khổ của người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo, bất cứ người nào cũng có cái khổ hết. Nhưng mà em á, cho dù em có khổ nhưng mà người ta nhìn không thấy, tại vì cái mặt của em á lúc nào mình cũng coi như là mình cũng vui vẻ, mình cho người ta thấy là mình không có khổ, đúng không? Chứ bây giờ mình cho người ta thấy khổ cũng đâu ai giúp được mình gì. Người ta thấy khổ này khổ, người ta bỏ chạy thêm. Nó bây giờ bỏ chạy đó, bạn bè nó biết thật á, nó biết sự thật cái nó chạy hết rồi các bạn. Cho nên lúc mà mình làm ra nhiều tiền thì mình không biết giữ tiền, mình xài phí quá các bạn, xài phí quá, phung phí dễ sợ luôn á. Cái gì cũng chi hết á, thích là mua con mấy đứa con, hay là ai thích cho mình mua thích mua, thậm chí mấy cái mà máy quay phim nó mua cái tissue mà xài mà không xài cái đem cho các bạn chứ đâu bán lại đâu, không đem cho luôn chứ không có bán. Bây giờ em có 3 cái máy quay phim ở nhà luôn kìa, nhưng mà em không có cho nữa, tại vì mình thấy mình phí quá. Thay vì người ta bán cái cũ, cái người ta lấy cái tiền đó người ta bù tí xíu người ta mua cái mới, thấy không? Em không có, mua phí để đó. Cái điện thoại iPhone không, có chục cái ở nhà các bạn tin không, có chục cái, tại vì mình mua rồi mình không có bán lại, mình giữ đó mình làm kỷ niệm. Cái kỷ niệm là như thế này, là tức là mỗi năm á, cái iPhone nó đều ra, mà mỗi năm á, đều đi đây đó chụp hình. Cho nên khi mà mình giữ lại những cái đó, sau này chừng 10 năm, 20 năm sau, thứ nhất á, cái đồ iPhone nó sẽ vô đợt là đồ cổ, mình còn giữ được, thấy không? Và cái thứ hai đó là những cái hình ảnh ở trong cái điện thoại đó mình lưu trữ trong đó luôn. Còn bây giờ mình lưu trữ ở trên mạng, mình lưu trữ ở đâu đó đó, có một ngày rồi đó cái hệ thống mạng nó hư, nó bị cyber attack hay nó bị cái gì đó đó là nó hư cái xong là coi như những cái đó đó nó đều mất hết, tiêu tán hết trên mạng. Cho nên những cái iPhone đó, em mua cái nào chỉ có cái là mấy cái đợt đầu tiên cái iPhone thì em không có giữ nữa thôi, tại em cho cái iPhone 3 đó thì em cho Việt Nam, iPhone 4 em cho Việt Nam, iPhone 5 á thì là em bán cho chú Minh Hạnh, cho chú Hạnh đó các bạn. Rồi từ cái 6 trở lên là em giữ lại hết chứ không bán. Không biết em thấy, của trời tại sao mình bán làm chi vậy đó, các bạn thấy không? Cái gì cũng có hết á, nhưng mà tiền thì không có. Cho nên các bạn thấy sống lãng phí như thế nào. Cho nên cái cuộc đời này để mình phải biết tích lũy, để cho những khi mình hoạn nạn, khi mà mình hoạn nạn nha các bạn, phải biết tích lũy cho khi mình hoạn nạn. Lúc mà mình hoạn nạn đó thì mình mới biết được cái chân tình nó từ ở đâu mà đến. Có nhiều lúc đó các bạn biết đó, có một người chị em chưa hề quen biết, chưa hề gặp mặt, nhưng mà chị tốt đến nỗi đó, lâu lâu có chị cho em tiền, chị cho mấy đứa bé tiền ăn bánh, tốt đến nỗi như vậy luôn các bạn. Mà em cũng muốn có một lần để mà trả lễ lắm, nhưng mà chị không có chấp nhận, trả ơn lắm chị không có chấp nhận các bạn. Nói chung là quý mến chị lắm, chị cũng thực sự chị cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà mình cũng kêu bằng chị cho nó trẻ, chứ chị cũng chắc cũng 70 rồi các bạn. Cho nên cuộc đời này đó, cái người mà em mang ơn đó, ngoài cha mẹ em ra đó, em mang ơn người chị đó đó các bạn. Người chị đó ở tiểu bang khác, cho nên mình thấy chị cũng giúp nhiều quá rồi, mình cũng ngại lắm. Nên cái nỗi khổ đó mà mình ở trong đó các bạn biết không, mình không bao giờ mà mình hiểu được. Cái mình nói với người này á, còn hơn các bạn biết ở trong vụ mà Thiền Am thôi. Bây giờ mình kể cho các bạn nghe trong vụ Thiền Am thôi, là biết bao nhiêu người YouTuber về trong vụ Thiền Am mà được người ta cho tiền mua xe hơn, mua này mua nọ, rồi cuối cùng thì sao cũng quay xe. Cho nên những người Mạnh Thành Quân cho những người đồng tiền đó vô tiền, em là người cần giúp mà không ai giúp. Còn mấy người mà đi chửi lộn chửi thề này đỡ bạn, vô lý lắm, lên mạng chửi nhau, cái bây giờ thưa kiện nhau, giờ tự nhiên người ta cho tiền để mà đi mướn luật sư. Trời đất ơi, người ta chửi, người nào lên đó chửi, tự có tiền để mà lo đi chứ, tự nhiên đi chửi nhau cái rồi xin tiền người ta đi kiện. Các bạn thấy vô lý không, đúng không? Cái đó mình chửi nha. Còn em á, là em không có xin mà em mượn. Nếu như mà ai có thể có lòng tốt cho em mượn thì em mang ơn, thì chỉ có như vậy thôi. Còn nếu như các bạn có lòng á, thì có thể liên lạc em là số 657 739 7979, 657 739 7979.
Cái này là em mượn nha, chứ không phải là em xin xỏ gì hết. Khi nào mình có khả năng mình sẽ trả lại, thì mượn chút 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 vậy thôi các bạn. Chứ bây giờ các bạn biết đó, đi mua chiếc xe đó, xe mới, chiếc xe mà sau này đó, xe nào cũng cả 20.000 cho lên không à. Mấy chiếc xe mà chừng 5.000 đó, 5.000, 10.000 các bạn mà mua đi, cái mai đó nó rất là cao. Cái mai, tại vì mình không biết cái người chủ đó họ chạy như thế nào. Không, chẳng hạn như chiếc xe này của em nè, cái mai nó cao, 200 mấy ngàn mai rồi. Nhưng mà em chạy, em giữ kỹ, em chạy xăng 91 này nè, mình biết được chiếc xe này, cái condition của nó đó rất là tốt, đúng không? Thì mình chạy mình biết. Còn bây giờ mình đi mua những người lạ đi, mình không biết cái chiếc xe đó như thế nào, mình không biết họ xạo hay là họ gì. Ô, nhiều khi chiếc xe sắt hư này hư nọ, nhưng mà họ tắt cái đèn đi, họ làm này nọ làm nọ, giờ sao họ đó nói cái xe còn ngon. Các bạn thấy chưa? Có nhiều người nó như vậy lắm. Cho nên mình sợ nhất là mình đi mua những chiếc xe mà cao mai, mình không biết là họ có thực sự là giữ bền hay không, hay là họ mua đi bán lại hay là cái gì đó, mình không biết được. Mình không biết được cái nguồn gốc của người chủ đó như thế nào. Và thí dụ như bây giờ em bán chiếc này đem nó, ô, người nào cũng biết em, ô, em hay đi phi trường, cái xe này giữ kỹ nè. Ok, vậy biết em, mình biết cái nguồn gốc, giống như mình cưới vợ vậy, biết nguồn gốc là có tốt đúng không các bạn? Thì nó đỡ hơn. Còn bây giờ mình đi mua chiếc xe 7.000, 8.000 coi, về nhà sửa chết cha luôn. Mình không biết coi á, mình không này nọ, mình về á, mình sửa dữ lắm các bạn. Cho nên em muốn mua là mua chiếc xe cỡ đâu đờ 2022-23, thì chiếc Camry là chừng đâu 20, từ 20 cho tới 30 ngàn thôi à, độ đó thôi các bạn, chừng 25 ngàn á, mình nói chung chung giữa là 25 ngàn. Nhưng mà không có cái credit, không có điểm để mình mượn nợ. Thì ai có khả năng giúp đỡ thì em xin cảm ơn. Nói chung là mình không phải kể công gì hết, mình hồi xưa giờ mình cũng giúp rất là nhiều người, mình cũng cho rất là nhiều người, nhưng mà đến khi mà mình hoạn nạn á, mình thấy nó quay lưng hết các bạn ơi. Giống như có những người mà Mạnh Thường Quân nó cho tiền bên vụ, có những người bên Giật Bình tỉnh thất bằng lai đó, giờ nó quay xe hết, nó còn chửi là mình ngu nữa, thấy chưa? Ai, cái gì cũng vậy á, mình nói thật á, tại mà em không phải là diễn viên, cái mặt của em gì làm sao em không biết diễn cái khổ của bạn, mình có làm sao mình nói vậy chứ không biết diễn. Có nhiều người nó diễn kinh khủng lắm, nó lợi dụng, nó nói ơ đi xây chiếc cầu này chiếc cầu nọ cho mấy đứa bé năm chú tiểu này nọ, bây giờ tiền phải nói là hàng trăm ngàn, cả triệu đô luôn các bạn. Tại sao? Tại đi lừa gạt, mình phải giả dạng, mình phải diễn, mình mới đi lừa người ta mới tin. Còn bây giờ thằng Lộc này nó thiệt thà quá cho nên đâu tin. Những người mà trong vụ Thiền Am bây giờ mua nhà mua cửa mua xe hơ hết, chỉ có mình em là nghèo à, các bạn tin không? Đó, cho nên các bạn thấy đó, là cái gì cũng vậy, nó có một cái, nói chung là người nào có cái miệng thì người đó sẽ được thắng thôi các bạn. Chứ không phải là mình lấy cái chân thật của mình mà thắng được cái giả dối đâu. Người giả dối mới thắng cái chân thật đó, các bạn tin không? Người giả dối sống đạo đức mới thắng được cái chân thật. Nhưng mà tới cuối đời cùng, tới cuối đời người giả dối lại thua người chân thật. Tại người chân thật nó cứ bền như ngoài, còn người giả dối phải sống trong một cái lương tâm giả dối, giả tạo, để mình suy nghĩ cách lừa gạt này nọ. Những người đó sống không có yên ổn, người chân thật sẽ sống yên ổn hơn. Nhưng mà bù lại, cái người chân thật sẽ bị thiệt thòi hơn là người giả dối. Người sống giả tạo lúc nào cũng có tiền cho, người ta cũng cho tiền, đi xin này nọ, đi than, đưa cái mặt khổ lên mà thực sự mình không có khổ, đưa mặt khổ lên này nói này nói nọ rồi cuối cùng cũng có tiền, các bạn thấy không? Nó vô lý chỗ đó. Đi xây này xây nọ, nói đâu tôi không có tiền, bây giờ quyên góp cho tôi trả nợ. Các bạn thấy rồi cái gì? Cho nên cái gì cũng vậy, cái cuộc đời này của mình đó các bạn, nó không có công bằng lắm. Con người đời đó họ chỉ nhìn vào cái chiếc áo thôi các bạn. Cái áo mình mặc này đó thì mình nói không ai tin, nhưng mà mình mặc lên cái áo màu vàng á thì người ta lại tin tưởng ha, hoặc là cái áo gì đó, cái áo hiệu hay này đó, người ta lừa gạt, người ta tin tưởng. Chẳng hạn như bây giờ cái cục đá nè, nó là một cục đá thì không ai lại nó hết, nhưng mà biến cái cục đá đó thành một cái tượng Phật hay là thành một cái tượng gì đó, tự nhiên có người lại, nó cũng là một cục đá, các bạn thấy không? Cho nên con người chúng ta đó, họ nhìn bằng cái vẻ bên ngoài nhiều hơn cái sự giả tạo, nhiều hơn là cái bên trong. Giờ kẹt xe quá, còn 40 phút nó mới tới phi trường nữa các bạn. Như nên các bạn thấy đó, mình khi mình gặp cái mà khó khăn á thì mình mới thấy được người nào giúp chúng ta thực sự, người nào không giúp chúng ta. Ở Mỹ mà các bạn, chi phí, nhất là chi phí ở Cali này đó, nó cao lắm. Ai sống ở Cali đều biết.
tại sao mà người ta giờ khỏi Cali đi chỗ khác mà sống. Cái thứ nhất cái chi phí nó rất là cao. Các bạn thấy nội cái tiền xăng không đó là 5 đô một gallon, tức là tính ra khoảng 3 lít mấy, là cao nhất, một trong những tiểu bang mà cao nhất của nước Mỹ. Đó, cao nhất của nước Mỹ đó các bạn. Bây giờ các bạn qua bên Texas này có 3 đồng mấy à, qua bên Florida nhiều khi có 2 đồng mấy à, những cái tiểu bang lân cận vòng vòng có 2 đồng mấy, 3 đồng à, mà về tới Cali là 5 đồng. Về tới Cali là 5 đồng các bạn. Các bạn thấy nó sự khác biệt khi mình sống ở Cali và mình sống ở những tiểu bang khác nó như thế nào. Cái đời sống ở đây muốn dư khó tiền, khó dư lắm bạn. Tại vì cái gì nó cũng chi phí, nhất là các bạn có gia đình, có những con nhỏ. Không lẽ bây giờ tối ngày cái mình cho nó trong nhà, mình đi làm có tiền thì mình phải dẫn nó đi đây đi đó chơi cho nó biết. Có nhiều người người ta chỉ bắt con mình đi học thôi, thứ bảy chủ nhật cũng học luôn, từ thứ hai thứ sáu học ở trường, thứ bảy chủ nhật học ở đâu đó đó, học riết luôn, đâu có đi đâu cho con mình đi đâu đâu. Cái tuổi thơ đó nó rất là quan trọng các bạn. Em thì em quý cái tuổi thơ, tại cái tuổi thơ của em nó làm qua Mỹ rất là trẻ, và lúc đó đó, lúc mới qua Mỹ đó thì nhà đâu có tiền, ba thì lo đi làm, mẹ thì bệnh, chị thì còn nhỏ, còn mình em thôi đó. Cho nên không có tiền cũng không được đi đây đi đó. Ở đây nó rất là nhiều chỗ đi mà các bạn biết đó, sau này em mới có cơ hội để bước chân đến thôi. Là tại sao? Tại vì em có con nhỏ thì em mới hiểu được hồi xưa mình không được đi, thôi bây giờ mình dẫn tụi nó đi. Tốn tiền thì tốn tiền, nhưng mà ít ra mình cho nó một cái niềm vui, mình cho nó một cái tuổi thơ, một tuổi xuân. Thấy không? Cho nên tốn rất là nhiều tiền. Chẳng hạn như đi San Diego, trời ơi, ở đây mấy chục năm có giờ đi bước chân xếp xe San Diego đâu. Từ lúc mà có mấy đứa nhỏ, em mới bước chân đến, mới có một năm nay thôi các bạn, là em dẫn nó đi chơi rất là nhiều. Cái chỗ nào cũng dẫn nó đi, từ Universal, chỉ có Disneyland là nó đi mấy năm trước thôi. Còn bây giờ nó đi Universal, nó đi Legoland, nó đi SeaWorld, nó đi Safari, nó đi cái gì nó cũng đi hết á. Do tụi nó đi cho nó biết, nó trải nghiệm cho nó vui. Cứ không thôi nó nhẹ, nó cứ tối ngày nó bấm iPad, không thôi bắt nó học, rồi nó riết rồi cũng vậy luôn. Tại cái tuổi thơ nó qua rất là nhanh, cho nên mình phải cho nó trải nghiệm cái tuổi thơ đó, khi mà nó lớn lên nó mới chịu học. Nó lớn lên nói, ồ này tôi đi rồi, chán quá tôi không đi nữa, thôi bây giờ tôi lo học. Đó, các bạn thấy chưa? Cái gì hồi nhỏ mà nó lo, nó sẽ lớn lên sẽ đi ngược lại với hồi nhỏ. Chẳng hạn hồi nhỏ nó ngoan, lớn lên nó sẽ hư. Mà hồi nhỏ nó hư, lớn lên nó sẽ ngoan. Cái gì nó cũng đảo ngược lại hết các bạn. Cho nên các bạn thấy đó là mỗi người có một cái lối của gia đình khác nhau. Thì cái lối của suy nghĩ, cái kinh nghiệm của em là như vậy. Em thấy là từ nhỏ mà nó ngoan, là lớn nó sẽ hư. Cái đó là cái kinh nghiệm đời của em nha các bạn. Thì em áp dụng vào con của em thôi. Bây giờ mình cho nó đi chơi, cho nó thoải mái, để lớn lên nó có tinh thần để học, để cho nó biết này biết nọ với người ta, cho nó khỏi nói này nó nọ. Mà nó đi chơi nó vui nha, nó vui lắm. Không những em dẫn con em đi không, em dẫn con của người ta đi nữa, dẫn con của bạn đi, dẫn con của Wendy đi, làm cho hết, đi chơi cho đã luôn các bạn. Mình rảnh là mình có dẫn tụi nó đi. Mà đi như vậy đó phải là rẻ tiền đó các bạn, đi như tốt tiền lắm. Cho nên các bạn thấy đi nhiều lần tiền đâu mà có dư, cứ đi chơi hoài lấy gì có dư tiền các bạn. Phải nằm ở nhà mà có dư. Cho nên nghèo mà đi chơi hoài, mình than nghèo đó ai tin. Người ta nói thằng này nó đi chơi hoài lấy gì nó nghèo, phải giờ đi chơi hoài mới là nghèo. Các bạn thấy chưa? Đi chơi hoài mới là nghèo đó. Thôi, em nói gì thôi. Thì nói chung là một cái tâm sự để mình nói lên hết những cái tâm sự mình buồn từ trong ruột buồn ra các bạn. Thì một lần nữa, nếu như mà ai có hảo tâm muốn giúp đỡ cho em, cái này mình mượn nha, như có giúp đỡ cho em thì này em mượn, thì có thể liên lạc em là 657-739-7979. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì các bạn có thể gieo luôn cái số đó cũng được nữa, 657-739-7979. Cái này là em mượn nha. Ai cho em mượn thì em sẽ mang ơn, em sẽ mang ơn, em sẽ nhớ mãi. Người ta giúp mình một, mình sẽ thương lại người ta 10. Có như vậy thôi. Thôi em chúc các bạn thật là đồng ấm bên gia đình của mình và hạnh phúc nha. Nhớ bấm like, bấm share để theo dõi những video clip kế tiếp nha các bạn. Hẹn các bạn vào ngày mai. Bye bye.